Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Gia Đình Cam. Hôm nay chúng ta sẽ làm bánh mì nhé. Bánh mì này có tên là bánh mì gà xào phô mai. Không biết là các bạn ăn thử món bánh mì này chưa? Thì hôm nay chúng ta sẽ làm. Và hôm nay thì mình cũng sẽ quay khá là kỹ và khá là chi tiết cái cách nhào bột mì bằng tay, để cho những bạn nào mà không có máy ở nhà ấy mà chúng ta vẫn có thể nhào được bột làm bánh mì nhá. Ok, bắt đầu. Đầu tiên là mình có ở đây là 170ml sữa ấm. Các bạn sẽ sử dụng là sữa tươi không đường nhá. Sau đó thì các bạn sẽ cân vào đây thêm cho mình là 25g đường. Đường trắng này mọi người, cân vào 25g. Và 3g men nở. Để làm bánh mì thì các bạn phải dùng men nở nhá, chứ không phải là muối nở hay là bột nở nhá. Men nở thì mình cứ mua về xong mình cứ cho trong một cái hộp kín như thế này này. Dùng đến đâu thì mình múc ra đến đó. Các bạn sẽ cho vào đây khoảng tầm 3g. Sau đó thì các bạn sẽ trộn đều cái hỗn hợp đường với cả men này lên ha. Tiếp theo là các bạn sẽ dùng một cái bát lớn như thế này. Các bạn sẽ cho vào đây là 250g bột mì làm bánh mì nhé. 3g muối tinh. Và các bạn sẽ cho hết cái hỗn hợp sữa, men với cả đường mà lúc nãy chúng ta đã trộn vào. Dùng một chiếc thìa này, các bạn cứ trộn đều cái hỗn hợp bột với cả nước này cho nó thành một khối với nhau đi. Khi nào mà phần bột của các bạn nó đã thành một khối với nhau như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng tay để nhào nhá. Với cái việc mà nhồi bột ấy, thì các bạn không thể nào mà các bạn sử dụng găng tay để mà nhào bột được đâu, nó sẽ rất là khó. Các bạn sẽ như này, các bạn sẽ nhào là các bạn sẽ cầm này, gập vào giữa đó. Các bạn cứ làm như vậy đến khi nào thành khối bột của chúng ta nó trở nên mịn hơn là được. Khi nào khối bột của các bạn ý, nó trở thành một cái khối đồng nhất như thế này và các bạn thấy nó đã đỡ dính tay rồi thì chúng ta sẽ cho ra một cái thảm hoặc là một cái bàn đá để chúng ta nhồi nhé. Ở bước này nhồi ý, thì mọi người sẽ sử dụng cho mình cái phần này này. Đó, cái phần lòng bàn tay này để các bạn nhồi. Một tay thì các bạn sẽ giữ khối bột ở phía dưới như thế này. Một tay thì các bạn sẽ dùng cái phần lòng bàn tay các bạn miết lên trước như vậy. Rồi các bạn lại kéo nó về, lăn nó về như thế này. Rồi các bạn lại quay một góc 90 độ, các bạn lại giữ, các bạn lại kéo, rồi lại cuộn nó về. Các bạn cứ làm như vậy đến khi nào khối bột nó trở nên mịn màng hơn là được. Giữ này, kéo này, lăn về. Giữ này, kéo này, lăn về. Giữ, kéo, lăn về. Thường thường là quá trình này của các bạn sẽ làm phải mất từ 7 đến 10 phút. Nó sẽ khá là mỏi tay đấy các bạn ạ. Sau khoảng 5 phút các bạn nhồi ấy, thì các bạn sẽ được một cái khối bột nó sẽ không còn dính tay nữa và nó cũng sẽ dốc như thế này. Thì lúc này chúng ta sẽ cho bơ vào nhá. Đấy, các bạn sẽ cho bơ vào. À, đây là bơ. Bơ này thì bắt buộc các bạn phải để nó đã mềm ở nhiệt độ phòng. Và khi các bạn ấn vào này, đó các bạn thấy không? Bơ nó sẽ rất là mềm mà nó không bị chảy nhá. Các bạn sẽ cho hết phần bơ này vào trong bánh mì. Trong phần bột mà chúng ta đang nhào. Đó. Các bạn cho bơ vào trong như thế này xong rồi các bạn cứ cuộn lại. Cái lúc ấy bơ nó dính ra sàn ấy cũng không vấn đề gì hết mọi người nhá. Tại vì một chút nữa thì đằng nào mà chúng ta nhào lên thì nó cũng thành một khối cả. Đó, mọi người lại tiếp tục này. Đây, khi mà cho bơ vào ấy thì các bạn sẽ cảm giác là bột nó sẽ hơi nhão một chút. Nhưng mà các bạn đừng lo nhé, tại vì là cho bơ vào thì khối bột của các bạn nó mới trở nên mịn màng và nó dẻo được. Đó, thấy không? Khi mà mình cho bơ vào này, nó sẽ có cảm giác là hơi nhão thêm một chút. Các bạn đừng lo, chúng ta tiếp tục nhào. Để khi mà cái bơ này nó thấm hết vào bột ấy, thì nó sẽ mịn màng thôi.
Đó, các bạn thấy không? Là sau khi mà nhồi một chút thì cái khối bột của chúng ta nó sẽ không còn nát như lúc mà chúng ta mới cho bơ vào nữa. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra bột nhá. Các bạn sẽ lấy một phần này lên này. Này. Đó là khi mà các bạn kéo màng mỏng ra và các bạn thấy nó đứt này, nó vỡ như thế này. Đó, khi mà các bạn lấy một mẩu nhỏ ra này, các bạn kéo căng nó ra, nó chưa có xuất hiện được cái màng mỏng. Đó, nó đứt như thế này thì có nghĩa là bột của chúng ta vẫn chưa đạt nhá, bánh mì của chúng ta vẫn chưa đủ dai. Thì lúc đó thì mọi người cần nhào tiếp, mọi người cứ tiếp tục nhào cho mình. Có một cái lưu ý nữa là khi mà khối bột của các bạn nó đã trở thành một khối như thế này rồi thì chúng ta vẫn sẽ làm động tác là giữ này, miết lên rồi cuộn xuống. Nhưng mà lúc này các bạn sẽ sử dụng cái lực miết của các bạn nó nhẹ hơn là so với lúc ban đầu. Các bạn không được miết quá là mạnh, nếu mà bây giờ các bạn mà miết mạnh quá ấy, thì các cái sợi gluten nó sẽ bị đứt và cái bánh của các bạn nó sẽ không dai. Cho nên đến cái bước mà khi mà khối bột nó đã thành một khối như thế này rồi này thì các bạn có đẩy ra, nhưng mà các bạn đẩy ở một lực vừa phải. Cảm giác nó hơi căng một cái là các bạn cuộn lại ngay, chứ chúng ta không miết ra hết cỡ nữa nhé. Tại vì như thế thì các cái sợi gluten ở trong bột nó sẽ bị đứt mất. Đó, các bạn cứ làm này. Đó, kéo ra hơi nhẹ. Cảm thấy là căng rồi, chúng ta cuộn lại ngay. Đó, cứ như vậy. Đó, các bạn thấy không? Sau một lúc nhào thì khối bột của chúng ta mịn hơn rất là nhiều. Và bước tiếp theo ấy, các bạn sẽ cần phải làm, tại vì khối bột lúc này vẫn chưa được đâu, là các bạn sẽ làm cho mình cái động tác như thế này. Là các bạn sẽ cầm, các bạn đập xuống, rồi các bạn cuộn lại, đập xuống, cuộn lại, sau đó chúng ta sẽ cầm cái phần bên hông này. Ta tiếp tục làm như vậy. Các bạn làm như thế này trong khoảng tầm từ 5 đến 7 phút để khối bột nó nhồi, nó được nhuyễn mịn hơn nhá và nó được dai nữa. Sau một lúc các bạn đập á, đấy các bạn lấy một ít bột ra, các bạn có thể thấy này. Đó, kéo được cái màng mỏng như thế này rồi. Đó, lúc đấy là khối bột của các bạn đã đạt nhá. Bây giờ thì các bạn sẽ nhào sơ lại khoảng tầm 1 phút nữa thôi cho nó mịn màng và sau đó chúng ta sẽ đem đi ủ nhá. Đó, các bạn nhìn này, khối bột rất dẻo mịn luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho vào cái bát. Và chúng ta có một ít dầu ở trong này. Áo đều cái mặt bột lên. Và chúng ta sẽ cho màng bọc thực phẩm vào. Và sẽ ủ bột trong khoảng tầm 1 tiếng đến 1 tiếng 30 phút đến khi bột nở gấp đôi ha. Đây là khối bột mà mình đã bọc lại sau khi mà sử dụng màng bọc thực phẩm thì nó sẽ như thế này. Tiện đây thì mình cũng sẽ chia sẻ một chút về vấn đề là có rất là nhiều bạn đã hỏi mình khi mà các bạn ấy xem những cái clip làm bánh mì trước của mình ấy, là tại sao khối bột của các bạn ấy nó không nở. Thì để mà khối bột nó không nở ấy, thì thường sẽ có hai nguyên nhân chính mọi người ạ. Nguyên nhân đầu tiên cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, đó chính là cái men mà các bạn sử dụng. Có thể như là các bạn mua không đúng loại men này, hoặc là cái men nó để quá là lâu, nó đã bị hỏng rồi, hoặc là như mình, cái lọ men trước của mình chẳng hạn, mình cứ nghĩ là mình đã đậy kín như thế này rồi thì cái con men ở bên trong nó sẽ được bảo quản. Tuy nhiên thì khoảng một thời gian sau, khoảng tầm cũng phải một năm sau ấy, thì khi mà sử dụng lại thì mình thấy rằng là cái độ nở nó không còn tốt như lúc đầu nữa, cho nên là mình đã phải đổ đi và mình phải thay thế bằng một loại men mới. Đó, thì các bạn chú ý là cái men này nó sẽ là cái thành phần chính quyết định xem là cái bột của các bạn nó có nở hay không nhá. Ngoài ra thì để cho con men này nó còn hoạt động nữa thì đó, ví dụ như là cái đầu video này thì mình sử dụng nước ấm này, sau đó thì với đường này, rồi cho men vào để kích hoạt men này, hoặc là các bạn tránh cho men tiếp xúc trực tiếp với muối thì nó sẽ làm sót men và cũng làm chết cái con men này. Đó. Cái nguyên nhân thứ hai ấy, đó chính là việc là sau khi mà các bạn đã nhào được một cái khối bột như thế này xong mà vẫn thấy nó nở kém ấy, là đôi khi còn do là cái yếu tố nhiệt độ ở căn phòng này mọi người. Ví dụ như là ở trong cái phòng bếp này mình đang bật điều hòa thì mình sẽ để điều hòa, nó là mình đang thấy là cái thông báo cái nhiệt độ phòng này của mình đang là 24 độ, thì đây chưa phải là một cái nhiệt độ thích hợp để cho cái bột mì này nó được nở lên, được theo khối bột này nó nở lên, mà một cái nhiệt độ thích hợp ý là nó sẽ từ 28 đến 35 độ C mọi người ạ. Đó, cho nên là mọi người cũng phải chú ý cái này. Đấy chính là lý do mà tại sao mà mùa đông ở Hà Nội chẳng hạn, khi mà các bạn ủ bột các bạn phải ủ thêm chăn này, hay là các bạn cho vào lò nướng không bật nóng lò nhá, mà chỉ kiểu bật đèn lò đấy, nói chung là để cho nó đạt một cái nhiệt độ từ 28 đến 35 độ. Còn mình ở trong thành phố Hồ Chí Minh này chẳng hạn thì mình có thể cho cái khối bột này vào một cái phòng nào đó mà mình không có bật điều hòa, thì mình khi vào đấy mình cảm giác nó hơi nóng một chút là được. Cái này cũng quan trọng nhá, là nhiều bạn nghĩ là cứ càng ấm thì nó sẽ càng nở nhanh, thì cái đấy cũng rất là sai. Bây giờ mà các bạn đem cái này ra ngoài mà phơi nắng chẳng hạn, nhiệt độ nó quá là nóng, nó hơn 35 độ, thì cũng sẽ làm cho
cho cái bánh mì này của các bạn, sẽ làm cho cái khối bột này của các bạn nó không thể nở được và nó nở rất là kém đó. Cho nên đấy chính là hai cái nguyên nhân chính mà mọi người phải chú ý nhá. Ngoài ra ấy, cái vấn đề mà các bạn nhào bột nó đúng hay là nó sai ấy, thì nó chỉ quyết định đến cái kết cấu của cái bánh thôi. Nếu mà các bạn nhiều bột nó không tới đến cái bước là mình sẽ kéo được màng ấy, thì cái bánh mì của các bạn ăn nó sẽ rất là bở, ăn nó sẽ rất là bở và nó rất là khô. Đấy chính là lý do mà tại sao riêng bánh mì là các bạn phải kéo được màng, phải nhào đến khi mà kéo được màng thì cái bánh mì của các bạn ăn nó mới dai. Tất nhiên là tùy vào mỗi loại bánh thì nó sẽ có cái yêu cầu là chúng ta sẽ nhào bột đến cái độ nào đó, nhưng mà tuy nhiên thì thường thường là khi mà làm bánh mì thì mọi người cố gắng nhào bột thật đúng này, và đến khi kéo màng được thì cái khối bột của các bạn lúc đó mới đạt yêu cầu nhá. Mình đã mang cái khối bột của mình đi ủ rồi, và tiện đây mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn luôn, đây là những cái loại bột mì mà nhà mình đang dùng đó. Và nếu mà các bạn nghe thì các bạn sẽ thấy nó có rất là phổ biến những cái thông tin, ví dụ như là bột mì số 8 này, bột mì số 11 hay còn gọi là bột mì đa dụng, hoặc là bột mì số 13. Thì thường thường ấy, những cái bánh bông lan hoặc là những cái bánh mà Japanese cheesecake chẳng hạn, những cái bánh mà cần cái sự mềm xốp nhẹ thì người ta sẽ sử dụng cái bột bánh bông lan. Đấy, bột bánh bông lan hay còn gọi là bột mì số 8 đó. Cái thứ hai là với những cái món bánh mà như là bánh bao này, hoặc là bánh tiêu này, hoặc là quẩy này, thì mọi người sẽ sử dụng bột mì đa dụng đó. Còn với những cái món mà để làm bánh mì thì các bạn sẽ sử dụng bột mì số 13. Thì cái số nó càng cao ấy thì cái bột mì của các bạn nó sẽ càng dai, nó sẽ càng dai. Cho nên là đấy, chính vì vậy mà cái bột mì số 13 là người ta sử dụng để làm bánh mì cho nó dai là vì như thế. Mình biết được rằng là có nhiều loại bột mì, có nhiều loại bột mì nó còn dai khủng khiếp hơn cơ, như ví dụ như ở bên Trung Quốc người ta có những cái loại bột mì siêu dai ấy, để mà người ta làm mì, người ta để người ta làm mì kéo sợi dài ra, nó rất là dai. Và cái cách để cho các bạn nhận biết được các cái loại bột mì ấy, ngoài cái việc là họ đã ghi sẵn, ví dụ như là đây, bột mì chuyên dụng cho bánh mì này, đây là bột mì bánh bông lan này, hoặc là đây bột mì đa dụng này, thì các bạn sẽ dựa vào cái thông tin protein, cái hàm lượng protein ở trong gói bột đó. Ví dụ đây là cái hộp bột bánh bông lan thì các bạn sẽ thấy này, cái hàm lượng protein nó sẽ là từ 7 đến 9%, hàm lượng protein từ 7 đến 9% đó. Thì các bạn cứ nhìn gói bột mì nào mà nó có cái hàm lượng protein từ 7 đến 9% ấy, thì nó sẽ là bột mì số 8, và cái loại bột mì này sẽ sử dụng phù hợp cho các loại bánh cần cái sự bông xốp nhẹ như là bánh bông lan đó. Còn bột mì đa dụng thì nó sẽ có hàm lượng protein là 9 đến 11%, và cái hàm lượng protein của bánh mì, bột làm bánh mì, các bạn nhìn này, nó sẽ là từ 12 tới 14%. Đó, các bạn cứ đi ra ngoài siêu thị hoặc là các cửa hàng, các bạn cứ xem cái hàm lượng protein này thì các bạn sẽ auto biết là loại bột mì nào sẽ sử dụng cho loại bánh nào cho phù hợp nhé. Và cái hàm lượng protein càng cao ấy, thì cái bột mì đó nó sẽ càng dai. Cách mà chọn bột mì đúng ấy, nó cũng sẽ rất là quan trọng, quyết định đến cái sản phẩm bánh cuối cùng của các bạn là nó có ngon hay là nó dở nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi làm phần nhân gà phô mai nhé mọi người nhé. Đầu tiên là mình sẽ có 1/2 củ hành tây ở đây này, các bạn sẽ lột vỏ hết cái củ hành tây này đi. Sau đó thì các bạn sẽ cắt hạt lựu nhỏ cho mình nhé. Các bạn cố gắng cắt càng nhuyễn càng nhỏ thì cái món bánh này càng ngon nha. Tiếp theo là thịt gà nhé. Thì ở đây thì các bạn có thể sử dụng má đùi gà như mình, hoặc là các bạn có thể sử dụng lườn gà, tùy vào cái gà gì mà các bạn có. Đó, bia gà thì các bạn bỏ ra, và sau đó thì các bạn cũng sẽ gần như là băm nhỏ nhé. Sau khi mà phần thịt gà mà các bạn đã thái xong nhỏ như thế này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ ướp nhé. Ở đây thì mình sẽ ướp vào đây một thìa cà phê hạt tiêu này. Mình dùng tiêu hạt, và sau đó thì băm ra thì nó sẽ thơm hơn. Mình sẽ cho vào đây là 1/2 thìa canh bột tỏi. Đó. 1 thìa canh bột bắp. 1 thìa cà phê dầu mè. 1 thìa canh nước tương. 1 thìa canh dầu hào.
và khoảng 3 thìa canh nước lọc. Các bạn sẽ trộn cho cái phần thịt gà này thật là ngấm sốt và chúng ta sẽ để ngấm trong khoảng tầm 15 phút nhé. Sau 15 phút thì bây giờ các bạn sẽ bắc một cái chảo lên nhé và các bạn sẽ cho một ít dầu ăn vào. Cái phần hành tây mà các bạn đã thái vào ha. Các bạn sẽ xào thơm cái phần hành tây này lên. Sau khi mà gà đã xào chín xong thì các bạn sẽ bỏ ra và để nguội hoàn toàn nhé. Các bạn nhìn này, đấy, khi mà cái bột mà nó nở ấy thì cái bào bọc thực phẩm nó phồng lên như thế này luôn. Đấy, các bạn thấy không, nở rất là tốt khi mà cái men tốt với cái nhiệt độ tốt, thậm chí ở trong nó còn có một cái bong bóng nổi lên như thế này, trông rất là đã luôn. Bây giờ thì mình sẽ bỏ ra và chia bột thành 9 phần và sau đó thì mình sẽ để cho bột nghỉ 15 phút ha. Các bạn ép cho nó hết những cái bong bóng đi. Đó. Và sau đó thì các bạn sẽ chia cái bột này ra làm 9 phần ha. Cái này thì hôm nay mình sẽ áng chưng cho nhanh, còn bình thường thì mình sẽ dùng cân cơ. Sau khi mà các bạn đã chia bột như thế này xong rồi thì các bạn sẽ kéo căng màng bột thành từng viên tròn như thế này. Đó, các bạn sẽ lăn cho cái bề mặt nó căng ra. Các bạn cho bánh nghỉ ở đây 15 phút để cho bánh nó hồi lại và chúng ta sẽ dễ tạo hình hơn ha. Khi mà bột đã nghỉ rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vào nhân nhá. Ở đây mình có phô mai mozzarella mình đã cắt từng khoanh như thế này. Với cả phần gà thì đã nguội hoàn toàn rồi. Bây giờ bột thì cũng đã nghỉ xong thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tạo hình cho bánh nhá. Các bạn sẽ lấy cái phần bột ở này úp xuống và các bạn sẽ cán dẹt cái bột này ra. Mọi người chú ý là cá là những cái diềm ấy, những cái viên này này thì nó sẽ mỏng hơn là phần giữa nhá. Đó. Sau đấy thì các bạn sẽ lấy một phần nhân. Các bạn sẽ cho phần nhân vào. Nhân gà này. Đó, các bạn cho phần nhân thịt gà vào. Và các bạn cho một viên phô mai đặt vào trong. Và sau đó thì các bạn sẽ bao hết cái bột này lại. Đừng để cho nó hở ra nhé mọi người nhé. Người bao lại. Rồi. Mọi người nhớ những cái mép này này. Mọi người nhớ phải cho nó thật là kín ha. Không lúc mà nướng thì nở lên thì cái nhân nó sẽ bị phun ra ngoài đấy. Đó, sau mọi người sẽ nắn lại cái bánh để trông cho nó đẹp. Vậy là mình đã vào nhân xong một cái bánh rồi này. Bây giờ thì mình sẽ đậy màu bọc thực phẩm lại và để ủ lần 2 trong vòng 45 phút để bánh nở trước khi nướng nha. Sau 45 phút thì chúng ta đã ủ bánh xong, các bạn nhìn này. Căng lên trông rất là đẹp luôn. Bây giờ thì sẽ dùng một lòng đỏ trứng nhé. Các bạn sẽ pha thêm vào đây một ít nước để cho nó loãng. Và sau đó chúng ta sẽ quét lên bề mặt để bánh khi mà nướng nó sẽ có màu đẹp hơn nha. Cái chổi silicone này như của nhà mình nó rất là khó quét này. Bạn nào có một cái chổi mà kiểu sợi lông tơ tơ hơn ấy, quét nó sẽ dễ hơn, màu nó sẽ đẹp hơn. Và các bạn sẽ rắc lên đây trên này thêm một ít vừng nữa nhé, để cho cái bánh nó được hấp dẫn hơn.
Và sau đó thì các bạn sẽ đem nướng ở nhiệt độ là 180 độ trong vòng 15 phút thì bạch của chúng ta sẽ chín nhé. Wow, ngon luôn mọi người ơi. Bây giờ thì mình sẽ để bánh ở đây cho nguội bớt, sau đó thì chúng ta sẽ mang ra để thưởng thức nha. Các bạn nhìn này, mình vừa cắn từ một miếng, nó chảy phô mai ra này, rất là ngon luôn. Bây giờ mình sẽ xé thử một cái bánh cho mọi người nhìn nhá. Mọi người coi này. Phô mai nó chảy. Mình chỉ phút cuối mình mới xuất hiện. Trông một kiểu rất đúng lúc. Mùi cá rất là thơm, thơm mùi hành tây rồi. Phô mai này đã cực ngon. Kiểu nó sẽ thế này đúng không? Yeah. Uầy. Cha này nó nhìn kìa. Cha ơi. Cô mày xịn nha, mày kéo như thế á. Ngon nhở. Làm cái bánh này thì không khó đâu mọi người ạ. Và mình mong rằng là với những gì mà hôm nay mình chia sẻ để với cái cách nhồi bột bánh mì thì các bạn có thể nhồi bột thành công này, làm cái món mình này thành công và làm món bánh mì này thành công. Và nếu như các bạn có làm thì hãy chụp ảnh lại và tag mình vào nhá. Ok, bây giờ thì vợ chồng mình sẽ ăn chỗ bánh mì này đây. Thế này tối khỏi ăn cơm luôn. Vì đây bánh mì mặn rồi. Chua. Bố như này. Đã ghê. Đây này.